Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và lại là mình, Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Mini World. Yeah, lâu lắm rồi mấy bạn fan mới nghe lại mình chào cái câu này đúng không? Đây là một cái câu chào huyền thoại từ trước đến giờ của mình ở trong Mini World luôn. Và chắc chắn có nhiều bạn biết câu chào này của mình nè. Hôm qua Sam biết không, tôi quay cái video mà Hero Team quay trở lại Mini World ngày hôm qua, thì có nhiều bạn fan kêu là anh ông ơi, anh chào thiếu rồi, thiếu cái câu anh không cần đẹp trai hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Mini World. Ha, đừng quên cái câu huyền thoại không mà sao ông băm quên vậy. Trời ơi, thiếu sót quá. Thiếu sót quá. Ngày hôm qua mấy bạn fan nhận ra luôn, quá là hay, đúng thiệt là fan cứng có khác. Và ngày hôm nay Hero Team một mình, à không, nói chính xác ra có mỗi mình với Sam à. Ngày hôm nay mình với Sammy lại tiếp tục quay trở lại Mini World để quay tiếp tục game Mini World cho bạn xem nè đó. Và mình mới vừa nghĩ ra một cái ý tưởng này rất là hay. Hero Team một mình đã rất là lâu rồi chưa có vào lại trong Mini World. Chính vì như vậy cho nên mình sẽ tạo ra một cái server sinh tồn để cho Hero Team một mình có thể vào trong phòng này và học sinh tồn cùng với mình. Và nếu những bạn nào mà muốn mình sẽ làm những cái video về sinh tồn cùng với Hero Team như thế này nữa, hãy comment xuống bên dưới cho mình biết nha. Và thành viên đầu tiên vào trong cái map này của mình là Sammy, ok. Và không biết thành viên thứ hai sẽ là ai đây à. Ok. Ủa mà sao từ nghe hôm nay sao nghe giọng của Sam nghe đàn ông quá vậy Sam? Đâu đàn ông đâu, giọng tôi trước giờ vậy mà. Kỳ vậy? Đâu, đó, cái này là Sammy đang bị bệnh, nghe giọng ý hệt với con trai luôn á Sam. Tôi duyên có giọng cái tới vậy rồi. Rồi, thì ok bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ đầu học sinh tồn lại từ đầu nha, để học cách chơi Mini World nè. Chặt gỗ nè ông ơi, chặt gỗ nè. Ok, đầu tiên á là cái việc sinh tồn mà chúng ta sẽ phải đi chặt gỗ nha. Và ở trong Mini World bây giờ á là cái cây gỗ hình tròn Sam ơi. Mini World giờ cây gỗ hình tròn. Chặt gỗ luôn ông ơi, chứ chặt ra thì nhìn nè lạ lắm. Ủa cái gì? Chặt ra nguyên cái khúc gỗ luôn hả? Ừ. Ngày xưa là gỗ nào nó ra gỗ đó, mà sao bây giờ nó lại ra khúc gỗ như thế này ta? Từ để mình đặt ra thử coi được không? Ủa, không đặt ra được. Ủa vậy làm sao mà xây nhà được ta? Trời ơi. Chế tạo thành cái khối gỗ hay sao? Bây giờ cái gì cũng khó hết trơn á, mình nhìn mình không hiểu gì hết trơn à. Ok, không sao, mình sẽ đi. Ui, Sam ơi, trên đây có mấy cái trái cây gì nè. Quả gì đây? Quả cherry. Yeah. Mình nhặt mấy cái quả cherry này đem về làm đồ ăn được á. Ok. Cũng được. Mình sẽ đào một ít gỗ, sau đó bọn mình sẽ xây nhà nha bạn nha. Thật ra bạn là lúc mà mới vào trong Mini World thì người ta đã cho chúng ta sẵn một cái ngôi nhà như thế này rồi. Bây giờ nó có thêm ngôi nhà sẵn luôn các bạn ơi. Nhưng mà mình vẫn muốn học cách để mình chế tạo thử. Bây giờ mình sẽ bấm vào phần gia công nè. Với gỗ này á thì chúng ta có thể chế tạo được cho chúng ta block gỗ. À, sử dụng gỗ để chế tạo thành block gỗ. Wow, bây giờ mình sẽ chế cho mình một cái đồ vũ khí cận chiến trước nè. Sau đó mình sẽ chế cho mình mấy cây đuốc. Ê, đuốc bây giờ có thể chế bằng lá cây với lại là gì ta, mảnh cây được luôn nè. Wow, rồi còn chế được thêm gì đây? Hàng rào bằng dây hả? Từ từ để mình lấy ra thử, mấy cái này lạ quá mình không biết các bạn ơi. Từ từ để mình lấy ra xem thử nè. Khó lắm luôn á, nhiều cái ghê ông ơi. Nè Sam ơi, Sam có nhớ cái cây này không? Đâu cây nào? Đó. Cái đánh nè. Cái cây này ngày xưa là ba hay dùng cái cây này mà bà đập vô đầu tôi ở trong Mini World, còn gì nữa? Có đâu. Còn hàng rào sao đây? Còn hàng rào sao đây? Ủa, khoan từ, hàng rào. Ủa cái dây này làm sao ta? Cái dây để làm gì ta? Trời ơi, khó nhờ, Mini World giờ nhiều cái lạ quá. Lạ quá. Ok. Không sao, chúng ta cứ sinh tồn từ từ thôi, chúng ta sẽ biết rồi mà. Bây giờ á, chúng ta cần phải chế tạo chúng ta cái giường, nhưng mà giường á thì phải có mấy cái con kiều. Nhưng mà giờ kiếm mấy con kiều đâu giờ ta? Sammy, giờ mình đi kiếm kiều thôi. Bây giờ mình chia ra nha, Sammy đi bên kia, tôi đi bên này, chúng ta tìm mấy con kiều nha. Ok. Yeah. Ok. Rồi đi thôi. Ôi chết rồi, trời sắp tối rồi bạn ơi. Vậy mà bây giờ mình với Sammy vẫn chưa tìm được cái con kiều nào để có thể chế tạo giường cả. Từ bên dưới này có không ta? Hy vọng là có. Ôi. Ê, tối này có yêu quái gì nó sợ nha. Có chứ sao không? Ủa gì đây? Mà Sammy, cái này là gì vậy? Sao nhìn nhau giống mấy biết cái này nấm. Nấm hình hoang hả? Cái này để làm gì ta? Từ nấm hình hoang là gì? Cái này ăn được không ta? Hình như cái này không ăn được, chỉ có thể trồng xuống đất rồi coi. Ok, đẹp này, về trang trí không được. Rồi đi tiếp đi tiếp. Cho vui thôi. Trường á. Ở bên này nó có một cái tàu phi hành gia nè Sam. Ủa. Ôi. Uầy. Ủa dụng lại đó đâu vậy? Tôi leo được. Ê, nhưng mà tôi gặp ông bay chờ nha. Hình như là cái này là chưa có dùng được, mình phải đẹp được cái gì đó. Ôi, con kêu nó rồi. Mày đó rồi. Đây. Trời ơi. Ê, nhưng con... mà nhìn nó dễ thương quá à. Nhưng mà thôi, tội nghiệp thì mình sẽ không có giường ngủ. Đúng rồi. Ủa. Nhưng mà nhìn nó đẹp quá à. Nó không có lông kiều. Cái con này hình như không phải là con kiều rồi. Từ từ để kiếm con khác coi. Nhìn nó lạ lắm. Trời tối rồi. Rồi. À,
tôi mới vừa nhớ ra cái này mấy ông ạ. À, tại sao chúng ta lại không sử dụng đến những cái hộp quà ta? Ừ ha, đây 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 đây. Quà đây, đây, hả? Đây, đây mấy bạn ơi, đây chính là cái phần quà của ở trong Mini World nè. Ngày xưa mà muốn dịch chuyển về nhà thì chúng ta sẽ có quyển dịch chuyển để có thể dịch chuyển về nhà nè. Đó, trời ơi, rồi có rương nè, rồi có pháo hoa trời sáng nữa. Từ từ để tôi kiếm cái pháo hoa trời sáng coi. Pháo hoa trời sáng, pháo hoa trời sáng. Ủa đâu rồi, đâu rồi? Ủa cái pháo hoa trời sáng đâu rồi ta? Để mình đốt lên cho trời sáng coi chứ không thôi bây giờ mà trời mưa. Ủa đây 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 đây. Trời tối là zombie xuất hiện là xong luôn á. Kìa Sam ơi, mới vừa nói mà nó xuất hiện rồi nè. Đánh nó liền, tới đây nó liền. Solo liền. Ôi trời, tôi lấy cái hố rồi. Từ từ, để tôi xem coi. Ây da. Thắp sáng lên Sam ơi. Thắp đuốc sáng lên, thắp đuốc sáng lên. Trời 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 trời. Oh my god. Con heo mà. Trời ơi, con heo này muốn gì cái muốn con này á, lâu lắm rồi bọn mình mới gặp lại nó luôn á bạn. Ok, quýnh nó nè. Trời ơi, may quá. Ê mà Sam. Từ từ. Đây, để tôi bắn pháo hoa trời sáng lên nè. Bùm. Pháo hoa kìa, đẹp chưa? Trời ơi. May á bạn, may mà có pháo hoa trời sáng không thôi là toang rồi đó. Trời ơi trời, ok. Sam nhìn nè, ở trên tay của Phong là một bông hoa rất là xinh đúng không? Yeah. Hoa giống hoa anh đào vậy, tôi cũng đúng tên rồi. Tôi nè. Bây giờ thì tôi sẽ tặng hoa cho Sam nha nè, tặng Sam nè. Đó. Ủa. Ê cái ông nội ông thùng nè, lấy hoa đi đâu. Thì người ta giỡn xíu thôi, làm gì ghê vậy trời. Người ta giỡn xíu. Ôi Sammy sai rồi nha, cái này là để mình trồng cây hơi bị đỉnh đó. Ngày xưa Sammy dùng cái này để trồng lúa mà Sammy không nhớ rồi. Để tôi lụm lại. Ok. Ủa, mất rồi, tôi quăng nó mất rồi. Lụm lại cái gì? Lụm lại tặng lại cho tôi hả? À? Ui Sammy ơi, hình như ở bên này là có nguyên cái khu bãi biển luôn nè. Từ từ để qua bên đây coi có gì mới không. Ở đây là như là bãi biển, mình tắm biển đó không ơi, thôi mình đừng tụ đi biển đó. Có con cáo nè, có con cáo nè. Từ từ cái con này. Thôi từ từ. Đừng in. Để tôi. Ủa? Tiêu diệt kiếm đồ ăn. Cái gì vậy? Chúng ta. Tôi ngắm nó. Ôi, nó quýnh tôi. Ồ trời ơi. Cái con này á là mình phải đánh nó để mình lấy da, Sam hiểu không? Mấy con này. Ủa có con chim nè. Quýnh thử luôn. Đứng lại. Không được bay. Đứng lại. Cái con chim đi. Rồi xong. Nó bay cao quá. Quýnh nó sao? Quýnh nó. Quýnh nó con này nó rơi ra gì? Quýnh. Rồi ok. Dạ, nó rơi ra gì ạ? Rơi ra lông nè. Chắc cái này để mình mặc gì nè đó. À, mấy cái lông của con chim hải âu này chắc là dùng để mình chế cung tên đó. Thôi cậy đi, ok. Tiếp nè. Tưởng có gì. Tính ra là bây giờ mình cứ đi vòng vòng, mình thấy gì là lạ mình lấy thôi. Ủa cái hoa gì nhìn đẹp quá nè, lấy luôn. Rồi lấy mấy cây nấm này về trong nhà. Ê, ra biển thèm ăn cua không ơi, đi tìm cua ăn không. Cái bài này ham ăn thật sự luôn á trời. Rồi ok, đi ra ngoài đây đi kiếm cái con hải sản gì đó ăn coi. Ra đây coi. Ê Sam ơi, tôi mới vừa nhớ ra cái điều này. Ủa tại sao chúng ta lại phải đi bộ ta? Đi bộ làm gì cho nó đói bụng trời? Tính ra là bọn mình có thú cưỡi mà trời. Tự nhiên tôi có cái xe máy nè. Từ xe máy chạy chậm lắm, để tôi kiếm cái nào nó xịn hơn. Đây tôi sẽ lấy cái thuyền. Tôi đi con này. Đó, con này siêu nhanh luôn. Ủa con gì vậy? Con hiu hả? Ok đi. Hiu nhanh mà. Cái con nó nhanh dữ ta, tự tôi lấy con đó luôn. Tôi cũng có với bộ. Rồi đi nè. Ok. Ui con bò cạp nó cắn con là đéo kìa. Cái gì con bò cạp hả? Ủa nay có bò cạp luôn hả? Ghê vậy. Wow. Trời. Nãy bò cạp nè, coi đây kìa, nó lên nó cắn con cây kìa. Nhìn nè. Nãy. Đó, thấy chưa? Trời. Khoan từ. Để tôi cứu con đà điểu. Trời ơi, để tôi cứu con đà điểu. Yên tâm đi. Bò cạp. Ui, nhìn cái khuôn mặt của con bò cạp nhìn thấy ghê quá à. Oh my god. Nó dữ quá. Ấy da. Nó cắn bà. Ok từ. Để coi coi. Quýnh nó. Chúng ta sẽ được một cái phần là túi nọc độc. Wow. Có nhiều thứ mới quá vậy ta. Mình sẽ giữ lại nha bạn nha. Biết đâu chế tạo được cái gì sao. Ok con đà điểu mình sẽ giết nó để mình lấy thịt luôn. Cái gì vậy? Tôi tưởng không sẽ bảo vệ con đà điểu mà. Mình bảo vệ nó thì mình đói bụng mày sao. Khoan từ. Để tôi cứu con đà điểu. Trời ơi, để tôi cứu con đà điểu. Ôi trời. Tưởng tốt như nè. Đâu. Ê, mình đói bụng mình ăn thôi. Cửa thú ông ơi, đừng đi bộ chậm okay, lên. Đi bộ mỏi chân lắm. Đây tôi sẽ cưỡi rồng luôn, tôi bay. Ủa hay vậy? Mình cưỡi rồng nhanh hơn nhờ. Tại sao mình không cưỡi rồng? Tính ra là bà có rồng luôn mà không chịu cưỡi. Con gì vậy? Con là con gì vậy? Con gì? Con. Con cái miệng đó kìa, con cái miệng đó nhìn nó sung răng chứ Phong ơi. Trời. Con này là con lạc đà chứ con gì bà nội. Trời. Ơi nó bị súng răng nè, nó bị chảy nước miếng nè Sam trời. Vậy, hình như con này là mình cưỡi nó được á nha. Đây rồi. Ủa có cưỡi được không ta? Hình như là phải mình. Không biết là mình có cưỡi được không ta? Chắc là phải có cái yên á thì mới cưỡi nó được. Thôi cãi đi. Bây giờ quan trọng á là mình phải đi kiếm mấy con kiều này để mình làm đồ ăn. Mình làm gì ta? Mình làm giường ngủ. Trời ơi, quên hoài luôn trời. Rồi đi tiếp. Ủa gì? Ôi. Wow. Tôi lại tìm cái thứ mới rồi. Cái gì vậy?
gì vậy? Đẹp gì? Ồ, một cái này là cái con sò. Trời ơi, wow, đẹp quá vậy. Mở được không? Hình như là mở được, nhưng mà mình phải có cái cấp. Mà tôi chưa có cái cấp. Bây giờ sao ta? Từ. Để tôi chế tạo cái cấp. Khơi ra. Cái cấp là chúng ta cần cần thêm khối đá. Để tôi xíu nha, tôi lên tôi lấy cục đá đã. Để xíu. Ui, ở trên này cũng có một con nữa nè Sam, là hai con luôn. Nhiều vậy. Đây, tôi tìm thấy khối đá nè. Bây giờ chế tạo. Cách chế tạo trong Mini World nó khác ngày xưa các bạn ạ. Nó không giống như ngày xưa nữa. Bây giờ chế tạo cái cúp là cần phải có khối đá với lại là cái gì ta? Mảnh cây. Trời ơi, khó thật sự luôn á. Ok, mình sẽ chế mảnh tạo. Mảnh cây không có không? Tôi có nha. Có rồi, tôi chế tạo được cái cúp này nè. Ok, để tôi lại đây. Sao qua đây. Tôi mở cái con này ra coi thử. Qua đây. Rồi, để tôi cất đồ đây, rồi tôi qua đây. Qua bên này, đây. Bây giờ mình sẽ mở ra để mình coi thử nha các bạn nha. Bên trong của nó có gì đây? Đập ra. Ui trời, khó dữ ta. Ui sao hình như nó yêu cầu phải đập bằng cúp gỗ thì mới được hay sao á. Thế mà cúp gỗ nó cùi hơn cúp đá mà ta. Không sao đâu ha, từ từ để mình đập ra thử coi. Đây, sắp bể ra nè. Bùm. Ủa? Sao có gì trong cái vậy? Ủa sao nó nguyên khối vậy? Ủa sao nó không có con, nó không có gì bên trong, tôi tưởng nó phải có gì chứ. Ủa? Mẹ trang trí thôi hả? Trời ơi, tưởng là có thể làm được cái gì đó, ai dè đâu. Chỉ để trang trí thôi bạn ơi, trời ơi. Nhưng mà không nha, tôi nghĩ là cái con này bên trong của nó phải có ngọc trai hoặc cái gì đó. Nhưng mà do là tôi với bà chưa biết cách mở nó ra thôi, hiểu không? Có bạn nào biết cách không? Đừng quên con thiên tôi nào, biết nha. Có bạn nào biết cách mở con này ra không? Nhớ comment xuống dưới chỉ cho bọn mình đó nha, ok. Dạ. Trời, bà Sammy bà nhìn thấy con này sao bà vui quá chị. Tôi với Kairon hay đi ra ngoài biển để ăn cua lắm cho nên tôi sẽ lấy nó luôn. Ok, từ có gì đây? Có được cái chả cua. Để tôi bắt. Đúng lại, tôi muốn ăn thịt cua. Hồi nãy là Sammy kêu là Sammy ra ngoài biển, Sammy muốn ăn mấy con cua đúng không? Lấy thịt cua rồi. Ai trời ơi trời, tối nữa rồi các bạn ơi. Ok, thôi không sao, mình sẽ vô mình lấy cái đồ của mình để mình thắp sáng lên tiếp vậy. Rồi, để tôi tìm coi. À đây, cái pháo hoa đây. Trời, ok, trời lấy. Lãng kìa. Wow. Đẹp quá, em hoàng hôn nè. Bây giờ cảnh này mà cầu hôn hơi bị đẹp nha các bạn. Ở ngoài biển, sau đó ngắm mặt trời lặn. Trời ơi, nhìn lãng mạn quá. Lãng kìa. Tạm biệt mặt trời nè, bye bye. Bye bye gì? Mặt trời xuất hiện lại nè, sau lưng nè. Ê, wow, tính ra mặt trời trong Mini World bây giờ nhìn đẹp lắm nha. Trời ơi. Mưa nữa. Ui. Ui, có giông, có giải sao vậy? Ôi, tôi mới thấy có sấm chớp nha. Hình như là có mấy cái sấm chớp đó. Trời ơi, sinh tồn trong Mini World khó quá à. Cái gì đâu mà hết mưa, sấm chớp rồi tùm lum cái chế tạo đồ kiểu khó nữa chứ. Đi chú mưa Phong ơi, tôi sợ quá à. Không sao, yên tâm, Phong có pháo hoa tắt mưa. Đây, để tôi khè lửa trong mâm nha. Đây, yên tâm, tôi đã có pháo hoa, hết trời mưa, bùm. Sáng rồi. Ok, phải như vậy chứ, nó phải hết trời mưa thì bọn mình mới có thể đi sinh tồn, kiếm đồ khám phá tiếp chứ đúng không? Ok bạn ơi, ở bên này á là một cái khu rừng nè, từ nãy giờ mình với Sammy á từ đồng bằng ra tới biển. Ê Sammy lại đây đây, để coi nè. Cái gì? Cái con quái nằm ngủ nè Sam, nhìn nè. Gì vậy thương quá à. Trời ơi. Thôi nó nằm nó ngủ thôi, kệ đi cho nó ngủ đi, cái này nó cũng không làm hại gì mình. Ôi. Ôi. Mà vô rừng tôi nghe tiếng rừng nha Phong. Trời đúng rồi. Đi vô trong rừng tôi nghe tiếng chim hót líu lo kiểu ui có chuối nè. Ủa chuối chứ giờ có mà. Ý tôi là có chuối để mình ăn đó bà nội. Trời các bạn. Cái gì vậy? Cái gì vậy Phong? Con khỉ quả mới nè. Hả gì? Cái gì? Cái quả gì lạ vậy? Quả dứa hả? Quả này hả? Cái quả này hả? Quả này quả gì ta? Từ. Ai biết đâu. Quả cá to. Ủa, quả cá to là gì? Quả cá to phải cắt ra mới ăn được, cần bàn chế tạo, cần bàn thợ chế biến một chút. À, là cần phải có bàn chế biến mới có thể gọi là ăn được. À, này ăn được đúng không? Đem về, tôi đem về đó. Ê Sam ơi, qua đây coi nè. Nó có cái lóc gì nè. Gì vậy? Cái lóc này từ nãy giờ tôi để ý nha, là tôi nhìn nó hơi bị giống kim cương luôn á, mày không biết dùng để làm gì nè. Cái này là thủy tinh ngưng tụ hả? Wow, hình như là để chế tạo. Nghe nhiều tên lạ vậy. Nhiều thứ. Ê Sam, bà bị độc kìa. Trời ơi, cái này là cây độc á, dặm vào đây là bị thương đó. Trời ơi. Ai da, trời. Bị thương á nha, đừng dặm vô nha. Rồi đi theo tôi qua đây. Tôi sợ quá, không đừng lên mới đó thấy nguy hiểm quá. Bà Sammy nước này bà cứ đi lung tung hết trơn, phải đi theo Phong nè, hiểu không? Để tôi đi hái cherry tôi ăn. Đó. Ôi, ở bên này thì chúng ta sẽ có một khu rừng đỏ luôn. Trời ơi, lâu lắm rồi.
rồi, tôi mới nhìn thấy khu rừng này á. Wow, để xem coi có gì trong không, mấy khu rừng này thường có gì không vậy? Mấy khu rừng này á, thường cũng không có gì bên trong hết trơn á. Thôi kệ đi, bây giờ mình không cần khám phá ở đây đâu, mình khám phá khu rừng này thôi được rồi. Trời ơi, thiệt luôn các bạn, sinh tồn mini world bây giờ nhiều thứ mới quá. Mình dường như là không biết cái gì luôn á. Ừ, không có dễ đâu nha, cái gì cũng khó hết trơn á, mình vô mình không hiểu gì hết trơn à. Ơi, bạn nào biết cách chế tạo cái giường như thế nào chỉ cho mình nha, chứ mình chịu rồi đó. Trời ơi. Ôi, Sam ơi. Hả? Có quả thị nè. Có quả thị nè. Ê này, thị rơi bị chị. Đó, để chị dùng để hửa cho chị không ăn. Thị ơi, thị rơi bị Phong, Phong ra chợ bán chứ Phong không ăn. Trời ơi, rơi này thị ơi. Đập ra thử coi. À. Ăn được không? Ủa không, cái này là quả thông nha, nhưng mà sao nhìn nó giống quả thị quá vậy? Là quả thị vậy? Sau khi ăn thì bạn có thể tăng được 15 máu và có thể nhảy cao. Wow, ghê vậy. Từ từ tôi ăn thử coi chuyện lạ với ta. Từ tôi ăn thử coi quả này. Mà cái gì vậy? Trời ơi, cái bà thiệt luôn á. Mình rơi xuống dưới nữa. Tôi ôi quá giật. Mày xuống đây có gì coi không? Không biết. Bây hang nằm ở trong này có con khỉ nè. Bà... con khỉ nè. Ừ, con khỉ rồi sao? Hả, khỉ hả? Bà làm như mà bất ngờ lần đầu tiên thấy nó vậy. Em không đói rồi, giật gì cả tưng em ơi. Ôi, chết rồi, mình đang bị đói bạn ơi. No. Tâm có Phong có cherry đây. Ăn vô, ăn vô. Trời may quá, đang bị đói. Trời may thật sự. Sau khi ăn cherry xong thì chúng ta sẽ có hạt cây cherry. Wow, ngon ta, được ta. Ok. Ủa, sao tôi mới ăn xong tôi cũng bị giật vậy? Trời ơi, ông như là bạn ăn chưa đủ đúng không? Hay sao vậy? Ủa kỳ ra tôi ăn rồi mà, nhưng mà sao tôi vẫn bị mất máu vậy ta? Từ tôi có cái này để hồi máu nè, tôi đeo vô thử coi. Ok, đeo vô. Quả này chỉ hồi máu thôi chứ không có tăng được thức ăn. Có cái càng cua nè, để tôi ăn càng cua thử coi. Ok, ăn vô. Ôi may quá, càng cua tăng được. Trời ơi may thiệt sự luôn á trời. May quá hay chưa, càng cua đã tăng quá trời tăng luôn. Thôi được rồi, cái gì vậy? Ôi trời, Sam ơi, cái cây xương rồng này mình mà đụng tay vô là mình sẽ bị đau quá nha. Trời ơi trời, thật quá vậy. Thật dễ sợ thật luôn á. Trời ơi, cho nên thôi bây giờ mình không đụng với nó được nữa, mình sẽ phải dùng cái gì đó để mình đào nó. Đấy, ok, đem về nhà. Rồi. Trời ơi, bây giờ cái gì nhìn cũng khó bạn ơi, nhìn không hiểu gì hết trơn kìa trời. Ok. Không hiểu gì hết trời. Sam ơi, tôi lượm được len này nè. Trời, may quá được một cục len rồi. Ủa len lượm đâu ra vậy? Len nè, tôi mới đập mấy cái hũ tôi có được á. Từ từ nha. Tôi mới vừa nghiệm ra cái này. Tại sao chúng ta lại không chế tạo? Chúng ta các bạn chế tạo ta đúng không? Tính ra là mini world cũng có bạn chế tạo mà. Từ từ hình như là có nha, mà bọn mình không biết á. Từ từ đây. Đâu ta? Đây, bạn chế tạo. Đặt ra được không? Ok, đây các bạn chế tạo nè. Wow, bạn chế tạo đi sao? Trời ơi, thì ra đây là bạn chế tạo bạn ơi. Từ nãy đến giờ mình nhìn mình không biết, mình không hiểu gì hết trơn luôn á. Chùi quá là chùi. Ok, quan trọng là trong đây là chúng ta có thể chế được nhiều đồ hơn nè. Ui, đây nè, giường ngủ nè. Giường ngủ đâu? Có thể chế bằng bông vải với lại là bó cỏ dại. Bó cỏ dại này kiếm bằng cách nào ta? Nhiều cái khó quá. Mấy bạn ơi, mấy bạn có biết cách nào để tìm được cái bó cỏ dại này không? Chỉ cho mình nữa nha, chứ mình là mình chịu rồi đó. Trời ơi. Thôi đập đi. Được rồi, bây giờ chúng ta cứ sinh tồn tiếp và tìm hiểu từ từ nha bạn nha. Chứ bây giờ rối đảo không biết cái gì hết trơn à. Người mới thông cảm. Trời ơi, ok. Thôi được rồi. Mình nghĩ rằng là tập 1 mình nghĩ là mình với Sammy từ nãy giờ cũng đã tìm hiểu được khá là nhiều trong game rồi đó, nhưng mà có nhiều thứ mà mình vẫn chưa hiểu, cho nên là bạn nào biết cách nào chơi được sinh tồn ở trong mini world, biết cái gì hay hãy nhớ comment xuống bên dưới chỉ cho mình nha. Ok, còn bây giờ thì mình nghĩ rằng video đến đây cũng đã rất là dài rồi, cho nên mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu như mà anh em thích video này, đừng quên hãy để cho mình một like, một share và nhấn subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của Sammy cùng với tất cả thành viên của Hero Team để đăng ký họ cho mọi người đó nha anh em. Và anh em muốn tập sau ai sẽ là thành viên tiếp theo và trong map này, hãy nhớ comment xuống bên dưới cho mình biết luôn nha. Còn bây giờ thì bye bye. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Tạm biệt.